em bị nghiện cà phê, thế có giảm được cân không ạ? Có rất nhiều người giống em đó, nhưng uống cà phê đúng cách thì sẽ có tác dụng giảm cân tuyệt vời nha. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một cốc cà phê vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích giảm cân lớn do có chứa caffeine. Thành phần này có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Về mặt khoa học thì trong một nghiên cứu ở 8 người đàn ông, tiêu thụ caffeine làm tăng cường sự trao đổi chất lên đến 13% và tăng cường khả năng phân hủy chất béo. Trong một nghiên cứu khác ở người trưởng thành có thể thấy rằng cà phê có thể giúp kiểm soát cân nặng lâu dài vì lượng cà phê tăng lên có liên quan đến việc tăng cân ít hơn trong khoảng thời gian là 12 năm. Như vậy, về mặt khoa học, caffeine là một thành phần giảm cân tuyệt vời nha. Bạn có thể dễ dàng kết hợp cà phê với các món ăn sáng lành mạnh yêu thích của mình để nâng cấp bữa sáng và chỉ cần đảm bảo một nguyên tắc, đó là không lạm dụng quá nhiều đường và kem vì chúng sẽ thêm calo trong chế độ ăn. Và nếu như em không muốn được cà phê thì có thể sử dụng thực phẩm bổ sung hoặc là viên uống có chứa caffeine để hỗ trợ giảm cân nhé.